Xin chào các bạn. Hôm nay trên bàn của mình lại là một tiếp tục là một sản phẩm đến từ nhà 3CE các bạn ha. Đây là mẫu Blood Match Lipstick của 3CE. Đây, vẫn thiết kế quen thuộc. Ở trước đây mình đã từng giới thiệu các bạn cái dòng này rồi, nhưng mà nó là cái mẫu Neutral Way. Còn hôm nay là cái màu Pure Layer các bạn ha. Cái màu này là màu hồng cam các bạn nhé. Vẫn là thiết kế quen thuộc của 3CE thôi. Cái dòng mới thiết kế rất là đẹp ha. Đây, vẫn kiểu thiết kế gương soi 3CE rất là đẹp, màu hồng cam các bạn ha. Mình sẽ quay một vòng à, đây mình sẽ gỡ cái siêu ra, có một cái siêu đây các bạn ha. Ây da, dòng này nó mới đó, nó còn là mới đó các bạn, nên ra hơi khó ha. Đây, màu hồng cam rất là đẹp. Cái màu thật có thể mình sẽ để màn hình các bạn ha. Đây, rất là đẹp, rất là nhỏ gọn, màu mới của 3CE, màu hồng cam. Về cái mặt mà so với son các bạn, 3CE làm không thua kém gì các hãng son nổi tiếng như là Dior, Lancôme hay là Chanel các bạn nhé. Về giá thì mình đánh giá là về cái giá bình dân á, phổ biến á, thì 3CE là khá ok, không quá đắt cũng không quá rẻ, nói chung là trong tầm đó. Rất là đẹp, mẫu thiết kế đẹp, lên son cũng đẹp, son lên các bạn nữ đánh giá là khá mềm và mịn, cũng khá là lì ha. Đây là dòng son lì các bạn nhé, vô lì chưa, màu đỏ cam, hồng cam. Thiết kế đẹp, phá cách, nhỏ gọn, giúp chị em dễ dàng bỏ túi khi đi du lịch, đi làm. Màu rất là sang, lên rất là đẹp, quyến rũ. Làm rất là giống Dior các bạn ha. Rất dễ thương. Bạn có nhu cầu có thể liên hệ với mình để số điện thoại Zalo mình để đầu video, hoặc là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn trên tay những cái mẫu đồng hồ, nước hoa, mỹ phẩm chính hãng như vậy, để các bạn có những cái nhìn đầu tiên các sản phẩm mà các bạn muốn mua trước khi các bạn ra quyết định mua. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.